Dạ vâng, mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Hay Lê Tuyết Hôm nay là chiều tối ngày 13 tháng 4 năm 2020 Chúng ta đang ở ngày thứ 13 của cách ly toàn xã hội Việt Nam liên quan đến virus corona Và hôm nay cũng là một ngày à, chính phủ họp và quyết định xem có cách ly toàn xã hội tiếp tục hay không Và sau đây là một số vấn đề liên quan đến buổi họp theo cập nhật của báo Pháp luật, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị kéo dài cách ly xã hội thêm 15 ngày. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong kiến nghị Thủ tướng tiếp tục kéo dài cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Chiều ngày 13 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống Covid-19 thảo luận về các quyết sách trong thời gian tới theo báo cáo tại cuộc họp thì ông Nguyễn Thành Phong cho biết tính đến nay trên địa bàn thành phố có 54 ca nhiễm, hiện đã điều trị khỏi 40 người và còn 14 người đang điều trị. Đặc biệt kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, triển khai cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã có 10 ngày đã không có ca nhiễm mới. Do đó để tiếp tục phòng chống dịch có hiệu quả, ông Phong cho biết thành phố Hồ Chí Minh luôn cảnh giác cao và không chủ quan thỏa mãn với các kết quả đạt được. Kiên định 6 nguyên tắc chống dịch và 5 phương châm tại chỗ. Tổ chức cũng chấn chỉnh việc lơi lỏng cách ly toàn xã hội, yêu cầu người đứng đầu và cán bộ công chức viên chức phải nêu gương thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh công tác phòng và thông qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát tại 62 chốt và trạm kiểm dịch, phòng và chống trên địa bàn. Tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho công nhân lưu trú trong các khu chế xuất công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết tuân thủ phòng chống dịch và chỉ số đánh giá tính chất rủi ro lây nhiễm tại doanh nghiệp. Theo ông Phong, hiện nay diễn biến bệnh vẫn còn phức tạp. Nguy cơ xâm nhập vào ca bệnh và các nước trên thế giới vẫn đang rất cao, đặc biệt là các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, nguy cơ tiềm ẩn các trường hợp lây nhiễm dịch bệnh từ cộng đồng và tiếp tục lây lan cho nhiều người như trường hợp của bệnh nhân 262 là công nhân của công ty Samsung tại Bắc Ninh. Việc giao thương đi lại từ Hà Nội và các tỉnh thành vào thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều rất nhiều. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 người vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, một số trường hợp sau thời gian điều trị đã được xét nghiệm âm tính, cho xuất viện và dương tính trở lại. Và đi các nơi tạo mối nguy cơ rất cao lây nhiễm trong cộng đồng như trường hợp của bệnh nhân số 22 tại Đà Nẵng. Điều trị từ ngày 8 tháng 3 cho đến ngày 27 tháng 3, từ Đà Nẵng, người này đã đến thành phố Hồ Chí Minh để xuất cảnh vào ngày 11 tháng 4, xét nghiệm tại sân bay Tân Sơn Nhất, Đại Dương Tính. Để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tình hình dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội theo chỉ thị 16 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 với tinh thần kiên định, chủ động và quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp phòng và chống dịch. Cũng theo ông Phong, những kết quả ban đầu đạt được chưa thể khẳng định được một chiến thắng cuối cùng. Vì thế, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ các yếu tố có nguy cơ trong đó tập trung cho các công tác dự phòng và nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng và chống dịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phòng và chống dịch bệnh, chăm lo đời sống của nhân dân và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Dạ vâng, trên đây mới chỉ là một kiến nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa có quyết định của thủ tướng chính phủ à, rất nhiều khả năng sẽ được thi hành nhưng mà mọi người có chia sẻ trên cộng đồng mạng thì cũng nhớ rằng đây chỉ là kiến nghị nhưng mà chưa có quyết định cụ thể nha quý vị Dạ vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết clip của Tuyết. Kính mong quý vị và các bạn nếu quan tâm tới sức khỏe và tình hình dịch bệnh, thì xin hãy nhấn ủng hộ giúp Tuyết cái nút subscribe kênh, cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới clip nha cả nhà. Mình hãy nhấn vào cái chuông thông báo ở kế bên để luôn là người đầu tiên theo dõi clip mới nhất ủng hộ giúp Tuyết ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Nếu ai đã nhấn rồi thì mình không phải nhấn nữa đâu ạ. À.